hình ảnh những chiếc xe ben hạng nặng ngày đêm di chuyển ra vào tại một con hẻm thuộc ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày giữa tháng 8 năm 2018 để đổ vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực rộng khoảng 8.000 m2. Trước đó là ao, hồ. Điều lạ ở đây là vật liệu san lấp mặt bằng thay vì các loại thông thường như đất, cát mà lại là rác thải. Và đây là hình ảnh cận xe ben mang biển kiểm soát 51D310... đang được một máy xúc lớn múc từng gầu rác thải đổ lên thùng xe từ bãi rác tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Chỉ khoảng 10 phút, xe chở đầy rác thải và không che chắn, nhanh chóng rời bãi, di chuyển theo hướng từ Nhà Bè về đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, tiếp tục lộ trình vào quốc lộ 50, tới một con hẻm thuộc ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Đi vô khoảng 1 km, xe này dè lui, đổ số rác trên xuống một bãi đất trống. Sau đó, một chiếc máy xúc đợi sẵn bắt đầu công việc san lấp như thế này. Cả chục tấn rác đủ loại từ ni lông, thủy tinh và nhiều loại tạp chất lần lượt được cào múc từ điểm này sang điểm khác, rồi dùng đất phủ lên bề mặt. Quá trình chôn lấp rác thải này diễn ra liên tục nhiều giờ mỗi ngày và nhiều ngày liên tiếp. Trong những ngày có mặt tại hai điểm xuất phát và đích đến, chúng tôi ghi nhận hàng loạt xe ben có trọng tải tương tự ngày đêm chở chất thải từ bãi rác tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè tới điểm san lấp tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Thời gian hoạt động của đoàn xe này chủ yếu từ cuối giờ chiều tới đêm và rạng sáng. Ngoài điểm chôn lấp trên, cuối năm 2017, một số khán giả của truyền hình báo Tuổi Trẻ cho biết họ đã trực tiếp chứng kiến nhiều xe tải, xe container chở các loại chất thải đổ thẳng ra nhiều điểm thuộc huyện Nhà Bè, sau đó dùng máy xúc san bằng bề mặt hòng xóa dấu vết. Hơn chục chuyến đổ hai bãi, một bãi là bãi này và một bãi là bãi đường vào cảng Hiệp Phước, cách khu công nghiệp Hiệp Phước 500m bên tay phải. Công ty Bắc Nam yêu cầu khoảng 6 giờ tối thì là bắt đầu là lấy cho xe ra bãi này để đổ, chủ yếu bằng xe container và bên Bắc Nam cũng có đổ xe ben. Các nhân chứng khẳng định một số khu vực rộng cả ngàn mét vuông được chôn lấp hàng trăm tấn chất thải vẫn có thể xác định được và đào lên để chứng minh. Không những chở rác thải, trong những ngày cuối tháng 1 năm 2018, xe ben mang biển kiểm soát 51D061... cũng ngày đêm được xe xúc múc tro như thế này lên xe ben. Sau đó, số tro sẽ được vận chuyển đem đi đổ tại một con hẻm sâu trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Các công nhân cũng thừa nhận số chất thải trên dùng để làm vật liệu san lấp mặt bằng. Mày không có ở đây, mày bị tao san lấp cái mặt bằng cho mày, tao đổ tao lấp cái đất lên, mày biết hả? San lấp mày, nó làm ẩu quá. Chứ lẽ tao thuê mày san lấp cho tao cái ao, cái mày đưa cái này xuống, mày đưa mới đất lên, mày ăn tiền. Thôi cất nhà, nó xuống cái nhà xuống. Cháy cái mày bỏ mày chạy đừng mà cứu. Để xác định được nguồn gốc số chất thải trên được lấy từ đâu, bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2017, phóng viên chúng tôi đã ngày đêm tiếp cận khu vực tập kết rộng chừng hơn 10.000 m2, có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp 24/24 của công ty Bắc Nam tại huyện Nhà Bè. Sau thời gian dài đeo bám lần theo dấu vết, nguồn gốc số chất thải dần hé lộ. Từ tháng 12 năm 2017 tới tháng 8 năm 2018, nhiều ngày liền bám theo lộ trình bất thường của những chiếc xe container rời bãi này suốt gần 200 km,
Chúng tôi đã đặt chân đến cổng nhà máy giấy Lee & Man, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, và xác định nguồn gốc số chất thải trên được lấy từ đây. Theo một số xe của công ty Bắc Nam, đơn vị ký kết hợp đồng vận chuyển chất thải nguy hại và không nguy hại cho nhà máy giấy Lee & Man. Sau khi làm thủ tục qua cửa, tài xế chạy xe lòng vòng trong khuôn viên rộng hàng chục hecta của nhà máy, rồi đến khu vực tiếp nhận rác thải. Chúng tôi đã chứng kiến được cận cảnh quy trình tiếp nhận từ nguồn thải. Khu vực xả thải của nhà máy Lee & Man khá rộng, đủ sức chứa hàng trăm tấn chất thải các loại, từ tro xỉ, rác hỗn hợp thủy tinh, kim loại, bã giấy và các loại ni lông. Sau khi đầy xe, các xe chở rác này làm các thủ tục cần thiết rời nhà máy. Một số xe đi đến điểm xử lý theo quy định tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, không ít xe với cả trăm tấn rác thải đã đi đến bãi tập kết trái phép tại huyện Nhà Bè, rồi hô biến thành vật liệu san lấp mặt bằng.